Chư quý vị đồng đạo, để tiếp tục chương trình buổi phóng thanh sấm giảng hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cô Trần Kim Lợi để nhắc lại quyển Giác Mê Tâm Kệ. Đây là quyển thứ tư mà Đức Thầy đã viết ngày 20 tháng 9 năm Kỷ Mão 1939 tại Hòa Hảo, gồm có 846 câu. Nam Mô A Di Đà Phật. Khai ngọn đuốc từ bi chí thiện, tìm con lành dắt lại Phật đường. Thương dân hèn giáo đạo Nam Phương, đặng chỉ ngõ làm lành, lành dữ. Sách thánh đạo ghi trong tam tự, người mới sanh tánh thiện trời dành. Bởi lớn lên tập nhiễm lời danh, nên tật xấu che mờ thiện tâm. Thiếu giáo dục thiếu thêm đức hạnh, ta quyết lòng nhắc lại tánh xưa. Mắt tình đời dèm xỉm ghét ưa, rừng kinh kệ ít người hay chữ. Qua mắt mỏ bởi chân phản, nên người đời khó kiếm cho ra. Mỏ chuông bài đọc tùng ố la, chớ hiếm kẻ tường thông nghĩa lý. Dòm trước mắt thấy điều hồ mi, nên động tình bác ái dạy dân. Gieo những ai lợi dụng làm rằng, cho suy sụp chân nhân mờ mịt. Nào có khác mây đen phủ bích, rồi dắt nhau đến chỗ dài ngay. Lấy tinh thần hiệp dáng ngút mây, trong bốn đạo tự thân phải tự. Xuân dương thế dạo trong lê thứ, thấy bá gia gặp lúc nào nùng. Cảnh trần gian nhiều nỗi lao lung, việc tu tinh ít người hiểu lý. Trong bá tánh muốn nơi cao quý, phải tri tầm quyền bi nơi con. Từ sấm kinh cho đến thi thơ, trong chung ấy nhiều nơi trầm yếu. Tạo làm chi những trùng giới hiếu, ấy là người bốn phận phải trăng. Khuyên dương trần đừng nể cần lao, cũng ráng
sữa rắn trong nền đau. Chú đầu tóc không cần phải cạo miệng cho rồi, cái đạo làm người. Kể từ nay lỡ khóc lỡ cười vì buồn bực thấy đời biến chuyển, các chư Phật từ đây lựa tuyển coi ai là đức hạnh riêng tư. Lời sách cần thủy tri ngân, cần sơn lanh trần gian tri điều. Trong sóng giảng nếu ai không hiểu tầm kệ này, ta chỉ nêu đường quyết giải trần nên nói lời thường, cho sanh chúng đời nay dễ biết. Trời giông gió sái mùa sái tiết, nắng cùng mưa cũng khác xưa rồi. Khuyên dương gian bỏ các việc tồi, đặng lo liệu cho tròn phần sự. Thấy trần thế ấy còn lững lờ, muốn tu mà còn hỡi chân chân. Việc thế gian như thể cuộc cờ, thắng rơi thối một hai nước tương. Nào ai có gạt dân nói vướng mà dương trần, liệu lường tránh ở tàn. Ta mến yêu những kẻ thiệt thà, nghe cơ giảng thiết tha lo liệu. Học đạo lý như đờn chúng đều hòa bán rồi, thì cứ làm theo. Lũ tan bành trong bụng còn đeo, đoàn lục tặc ta mau sớm giết. Mài gươm trí cho tinh cho thiết, dứt tâm trần kiếm chữ sắc không. Đức Di Đà Phật Tổ ngóng trông, chờ dân chúng tìm nơi diệt khổ. Theo Phật giáo từ kim chí cổ, gốc ông cha ta cũng tu hành. Mà ngày nay cứ mãi tranh giành, giành với lời của tiền quyền tức. Thấy trần thế ai ai cũng ước đời sau không tới phức cho rồi. Nay khổ lao khó đứng khôn ngồi, lúc đói cơm buồn lòng ngơ ngẩn.
làm ác đức nhiều điều quanh quẩn như gà cò ăn bằng cối xây. Thấy người hiền nói đắng nói cay, sao mới biết thân này lao khổ. Nhớ thuở trước quay linh Phật tổ, phép thần thông trừ lũ ma chướng. Chốn rừng tâm ngồi chiều nắng sương, tìm đạo lý khiến cho trần thế. Hiểu lão sĩ ra đời thật tới, đem lời vàng dạy vô dương trần. Khuyên chúng sanh khuya sống chuyên cần, tìm nguồn cội diệt trừ tứ khổ. Bình giới tử từ kim chỉ cổ, sanh giới già hai chữ hoài hoài. Đức Thích Ca xưa ở lầu đài, nghiệm tứ khổ nên ngài tầm đau. Lo tu tịnh mặc ai khinh ngạo, diệt lục căn đừng nhiễm lục trần. Chữ sắc thanh chớ có hầu gần, hương giới gì xác trần nên lánh. Chữ xuất pháp treo gương hiền thánh, tranh sáu đường cũng đặng về thần. Từ xưa nay giải chỉ nhiều lần, mà Lê Thứ không lo chẳng liều. Nhãn thấy sắc thường hay bận biểu, tai ưa nghe những điều âm thanh. Mắt với tai đều tròn đẹp xinh, còn lỗ mũi ưa mùi êm dịu. Đồ thơm tho nó chịu chốn xa hương, hay lết lại gần. Lưỡi ưa ngon là chuyện ân cần, đồ ngọt béo nó ưa nó mến. Thân tham sức muốn tiền của đến, đặng ăn xài cho phỉ tấm tình. Ý thì ưa sửa sắc soi hình, với chức phận cho cao cho quý. Sao đường ấy ở trong tâm ấy, ta mau mau dứt nó cho rồi. Nếu tịnh tâm nào có mấy hồi, mượn trí đạo đuổi ra khỏi sắc. Dứt được nói là giải thoát, thì xác trần mới khỏi đỏ đầy. Cả tiếng kêu những kẻ trí
tài, hãy yên lặng bình tâm suy nghĩ. Tiên thứ kỳ hậu lai sự bị bắt lỗi người, phải xét lỗi mình, vậy mới là phải bực công bình. Nẻo chánh trực chi người quân tử, người biết đạo phải dình ngôn ngữ, nói với ai chớ có sai lời. Trong mẹ cha kính nể Phật trời, đừng nhiều tiếng nghìn ngàn mang lỗi. Tình ngay thẳng ta không dời đổi, dầu tan xương nát thịt chẳng màng. Ta cùng điên nói đài nói ở càng, chẳng có sợ ai rầy ai mắng. Trời còn lúc tối mưa sớm nắng, thì trần gian còn mãi khổ lâu. Ở trên đời kẻ thấp người cao, kẻ hiền hậu người thì gian ác cơ. Không quen biết mà cao tuổi tác, ta cũng nên kính trọng mới là. Tâm từ bi sánh thể ngọc ngà, trong các báo có bì tanh thiền. Phải xử thế chớ nên bài biện miệng xấu ngôn, thường kiêng tánh thân. Việc bán buôn phải giữ ngang cân, chớ tập tánh lẫn lường trao đấu. Các công cuộc của người tánh xấu ta giữ gìn, chớ có nhiễm vào. Tâm bần tăng chẳng mến sắc màu, mến những kẻ biết vào đường chánh. Ta dạy thế mượn lời Phật Thánh, nên truyền ban cho chúng sanh tường. Tuy ngày nay chúng nó hùng cường, chừng phân định thì ta cao quý. Khuyên bóng đạo lập thân nuôi chí, đặng chờ ngày ý kiến Phật trời. Quá yêu dân càng tỏ nhiều lời, cho trần hạ tìm trong lánh đục. Chẳng chịu tu mấy còn lục thục, lo giàu nghèo lo cùng chẳng rành. Ham công danh quên chữ sanh thành, mến phú quý quên câu dưỡng dục. Răng kiếm chỗ tầm tiên lánh tục,
người ở đời phải được lòng trong. Biển hồng trần sớm gọi cho xong, ngày lập hội mới mong trở lại. Chữ bằng tiền khuyên dân đừng nài, miệng cho ta trở lại ngày đàn. Chữ vinh hoa giờ chớ có màng, bởi giá tạm của đời ngoan hà. Gắn công tu xem nhiều phép lạ của thần tiên trừ lũ đầu. Nào lúa là lạnh nhiễu tôn sông, chớ ham mến mà sao lao lý. Ngày tiêu diệt từ năm Bính Tý đến năm nay hao hết đã nhiều. Các ngoại bang đã nhuộm máu đều, sao trần thế không toán chẳng liều. Để đến việc giáng linh mà chịu, chớ Phật đâu cứu kịp cho người. Khuyên chúng sanh bỏ tánh biến lời, phải sốt sắng làm ăn cần thiết. Nghèo với đói từ đây sẽ biết, hàng ngoại bang bố thiết ta hoài. Nên bó gian hãy rắn miệt mài, dầu rách rưới cũng mau cần kiềm. Lời ta dạy hãy nên suy nghiệm, phải phá tan ngũ quẩn trong mình. Chữ tham trong ý muốn mặc tình, ráng định tâm trừ cho nó tuyệt. Chữ gây khổ là sân hãy diệt cho nó, đừng thấp thoáng trong lòng. Thêm chữ suy thiệt quá lòng vòng, nên tỉnh trí tìm nơi dục tắc. Chữ nhân ngã cũng là quá gấp, ta trở nên phân biệt với người. Dẹp năm tên được mới mừng cười, vô pháp tướng mới là thiệt tướng. Người tu hành phải trừ nghiệp chướng với bóng ma mới đặng an nhàn. Tu nhiễm vào thân thể bất an, sắc mênh nó ngày kia lao khổ. Ta nghiệm xếp từ đời bàn cổ, có ai dùng mà đăng thành tiên. Mà đời nay theo
của khổ riêng một kiếp. Bị tội cướp nào ai có tiếc, mà đời nay nó cứ mãi lành. Chữ khi hùng khuyên chớ có ham, mà lao lý tánh thần trần thế. Kẻ nhất gia thường sanh bó kế, để gạt người làm thế chốn mình. Ngày sau này lãnh nổi tội tình, sao sanh chúng chẳng lo cái sữa. Bình ôn dịch thường hay ói mửa, mà dương trần chẳng chịu kiêng dè. Qua năm về đến lúc mùa hè, trong bó tánh biết ai hữu chi. Ta chịu lệnh Tây Phương thọ ký, dình nghiệt lâm đặng cướp dương trần. Nên ra đời dạy dỗ ân cần, khuyên bá tánh giảng dân liệu lấy. Khổ giới thảm ngày nay có mấy, sợ mai sau dòm thấy bay hồn. Trừ tà gian còn thiền chi tồn, cảnh sông máu núi xương tha thiết. Trần giới thế bây giờ nào biết, chừng nhìn xem hư thiệt mới tường. Ta bây giờ tu niệm tầm thường, sao danh thể tạ hương khắp chốn. Nhà giàu có xài không sợ tốn, phải để tiền cho kẻ nghèo nàn. Lo ăn xài trà rượu xinh xoan, chừng khổ não phàn nàn cắn số. Lời truyền sống như bài toán, đố ai tiếp tầm thì đắng hưởng nhờ. Ta khuyên tu dân cứ mãi ngờ, sợ gạt chung kiếm xuồng kiếm cắt. Bị ngoại quốc bán hàng quá gấp, nên dân ta chịu chữ cơn hàng. Ta cùng điên của cải chẳng màng, miễn lệ thứ được câu hạnh phúc. Cờ thế giới ngày nay gần thúc, nên Phật tiên phải xuống hồng trần. Chừng lao sao ác thú non tầng, thì Nam quốc lương dân mới tiếp. Nay dạy thế cậy cùng người giết dơi xác,
trần du thuyết ít hàng. Ai nói chi ta cũng chẳng màng, sao biết đặng dân đừng có tiếc thương. Con phù du hận hờ nào biết, thấy bóng đèn thì quyết chung vô. Thảm thương thay chết theo chết khôn, nhìn đèn nọ thấy mồ phù du. Kể khuyên trần đã mãn mùa thu, đeo danh lợi như con vật ấy. Giống xe cát biển đông thường thấy, tên giá tràng rất uổng công trình. Khi nước ròng nhờ lúc bình minh, lúc nước lớn cát kia tan rã. Trần phú quý thì trần thông thả, chớ còn ta cứ khổ lắm hoài. Viết kệ cơ gian dài ít bài, mặc lê thứ làm không tự ý. Coi rồi phải nhận cho hiểu lý, câu quyền sâu của kẻ khùng này. Bởi chữ khùng của Phật của thầy, chớ chẳng phải của người lãng trí. Mê giới tình nhận ra là lý, thấy dương trần ngủ mãi ngủ hoài. Thức dậy mà tầm đạo kiếm bài, để thi cử khỏi mang tiếng rớt. Sách khuyến thiện miệng kêu không ngớt, mà nào ai có thức dậy tầm. Ta nghĩ suy cùng bất hổ thầm, nên than thở cùng trần ít tiếng. Tâm sáng suốt như đại nguyệt kiếm, tánh trong như nước bích mùa xuân. Nếu không tu chừng khổ cũng mừng, đừng có trách sao không chỉ bảo. Từ nhỏ tuổi đến người trưởng lão, mất trong dòng sanh tử luân hồi. Xuống diêm đình thấy tội hơi ôi, đó mới biết có nơi địa ngục. Kỳ xá tội nay còn một lúc, sao chẳng tu đặng có hưởng nhờ. Gặp giảng kinh trần cứ làm ngơ, trồng bông kiện giống chị hương mấy. Địa ngục cung tại tâm làm quấy, về thiên đàng tâm ấy tạo ra. Cái
ma quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. Tu với tịnh biết làm chẳng khó, nếu lặng tâm tỏ ngộ đạo màu, cảnh dương gian muôn thảm ngàn sầu, ngõ vạn vật đài lầu chẳng có. Sông với núi trước kia mắt ngó, khi chết rồi thấy nó đắng nào. Ai biết đường hãy sớm tẩu đào, kiếm đạo lý mà nhờ mà nhói. Chiều cây đắng tu hành mới giỏi, ta thương đời len lỏi xuống trần. Đạo vô vi của Phật ân cần, nối theo chi thức cả ngày trước. Câu phú quý ngày không màng ước, chữ bồ đề như còi bó tòng. Răng dương nuôi chữ đó trong lòng, thì là được đánh chừng diệu quá. Lời thuyết pháp chẳng gì nhân ngã, người nào đâu có Phật tánh là. Xem cái này như ngọc như ngà, phải nảy nở như cơn mưa thuần. Hạt mùa tiết giống kia bất luận, thái mọc mầm chỗ lá mới màu. Trong chúng sanh nghĩ tận đuôi đầu, về cực lạc mới là hết khổ. Đạo giới lý từ đây nhiều chỗ, phải lọc lừa cho kỹ mà nhờ. Chọn nơi nào đạo chánh phượng thờ, thì mới được thân sao cao quý. Nhìn Phật giáo mà tìm cái lý, coi tại sao ta phải tu hành. Vì yêu dân ta kể ngọn ngành, quyền lệ thứ làm lành mà tránh. Cảnh Niết Bàn là nơi cứu cánh, về chốn này ta lánh hồng trần. Dù không siêu cũng đặng về thần, nhờ hai chữ trung quân ái quốc. Chừng lập hội biết ai còn mất, giờ chưa phân chưa biết chánh tàn. Ta vì dân sắc lệnh ngọc tòa, đền linh khứu sơn trung chịu màng. Nền đạo đức ta bài quá càng, mà dương gian còn gan danh
làm cho ta lỡ khóc lỡ cười. Khóc là khóc thương người ngu muội. Thấy điên khùng làm như sắc nguội, chẳng tranh đương nó lại tinh khi. Ngó về tay niệm chữ từ bi, cười trần thế mê si thay quá. Tranh giới luận đặng dành cơm cá, khuyến dụ người đặng kiếm bạc tiền. Thấy chúng sanh ghét ngọn ganh hiền, theo chế nhạo những người tu tịnh. Tu không tu cũng không mời thánh, mặc tình ai trọng kinh hay chê. Thương lê dân còn mãn say mê, chẳng tu tình cho rành sương nắng. Thấy ta lại nói cay nói đắng, đắng với cay ta cũng chẳng màng. Chừng trần gian kiên thấy phụng hoàng, xè canh múa chào mừng Phật thánh. Thấy đạo lý chỗ nào thấy tánh, còn ẩn nơi kim ốc xác phàm. Ai biết tri việc phải cứ làm, sao mới biết ai phàm ai thánh. Đức lục tổ ít ai dám sánh, người dốt mà nói pháp quá rành. Lừa làm chi cao chữ học hành, biết tỏ ngộ ấy là gặp đạo. Việc cổ tích cần chi phải thảo, chuyện qua rồi kể lại làm gì. Nếu ai mà biết chữ tu trì, tâm bình tĩnh được thì phát huệ. Ta yêu chúng viết ra giảng kệ, khuyên tăng đồ cùng các tín đồ. Nghe cạn lời chớ có mờ hồ, tìm hiểu nghe làm theo đắc đạo. Trần giới thái nói hay kêu ngạo, các nhà sư hãy ráng sửa mình. Nếu xuất gia ngủ giấy rắn gìn, tu chân chánh mới không hổ tiếng. Cả ngàn năm nhân tâm sao xuyến, sao tu hoài chẳng thấy ai thành. Bởi chữ tu liền với chữ hành, hành bất chánh người đời mới nói. Bị tăng chung quá ham chùa ngói, nên tới khuyên khắp chốn cùng làng. Phật nào ham tượng cốt
vàng mà tăng tạo hao tiền ba tánh. Việc giả dối từ đây nên lánh, bổn đạo ơi hãy ráng sửa mình. Cuộc giải đời ta lắm công trình, làm chẳng tròn uổng thay một kiếp. Lời chân chánh trần hay bỏ liếc mày lo làm hung hiếp người hiền, mà làm cho ngọc đế thảm phiền, muốn trừng trị trần gian thảm thiết. Đức Phật tổ tâm ngài nhất quyết tu Ngọc Hoàng để Phật giải trần, nên ra kinh cơ giảng nhiều lần mà dương thế chẳng cần phép đoán. Xác trần tục như cây cành cánh, làm hiền hoài ắt phải tiêu mòn. Đéo với bào riếp nó cũng tròn, đến chừng đó trông vào rất tốt. Lũ giả dối thường hay thề thốt, nó chẳng kiêng thần thánh là gì. Tâm kẻ hung làm chuyện cố lì, chẳng có sợ mang điều tội phước. Ghét những kẻ tu hành bốc tức, miệng kêu gào chuyện phước bề ngoài. Bước vào chùa thấy Phật lại dài, lùi khỏi cửa ra tay câu xé. Thấy quyền quý nói vừa mé, đặng bỡ bưng những kẻ hung trùng. Ta thương đời nói những chuyện cùng, chẳng có gì có dùng kẻ quấy. Cuộc sám hối vô chùa thường thấy, làm gian lừa biết mấy nhiều lần. Thấy dương gian lường gạt thánh thần, mà chua xót cho đời ngon hạ. Chữ tự hỏi nào ai có lạ, là ăn cái sữa tâm lành. Phật chẳng qua dùng chữ tính thành, chớ nào dùng hương đăng trà quá. Làm chai đám tạo nhiều xa, mà bay về Tây nói những chuyện gì. Thấy chúng tăng làm chuyện quái kỳ, ta khuyên mãi cũng không chịu bỏ. Lời chân chánh hình như nói rõ, mà không không nào có biến đời. Thấy lạc lầm khuyên nhủ ít lỡ,
lời, chớ nào có ngạo chi tâm chúng. Coi tâm kệ làm theo mới chúng, để lạc lầm lầm bớ tăng đồ. Định tâm thần như mặt nước hồ, suy giới nghĩ, nghĩ suy đường lối. Muốn niệm Phật chẳng cần sớm tối, ghi vào lòng sáu chữ Di Đà thì hiền lương quên mất điều tà, đặng hạnh phúc nhờ lòng cố gắng. Việc đạo đức bất cần thôi thắng, chữ tu hiền ngay thẳng lần hồi. Thấy thiên cơ có nổi ngồi, thường lê thứ tới hồi khổ não. Thầy lạc tớ không ai chỉ bảo, như vịt con nhiều dắt nhờ gà. Phải nghĩ suy cạn lẽ mới là, nay gặp gốc phải mau tìm gốc. Để gặp Phật ngồi mà than khóc, gỡ làm sao hết rối mà về. Mắt nhìn xem yêu quái bốn bề, bởi ác đức nên không ai cứu. Mang thủy ách hồi năm đinh sửu, đến năm nay tái lại một lần. Khổ ách này đặng thức tỉnh trần, rằng thiên định tuần đời sắp hạ. Kẻ nhỏ tuổi đời này lăng mà, bị văn minh cám dỗ loài người. Cái từ rài cười một khóc mười, kẻo chúng nó dễ ngươi Phật thánh. Đạo quý dương rất nhiều chi ngánh, khuyên dương trần sớm tránh máu nhớ màu. Để ngày sau đến việc thảm sầu, ráng nghe kỹ lời ta mắt trước. Thuyền chúng nó thẳng bờm chạy nước, lọt ngoài khơi mới hết hòa khoan. Tu mà cho được giàu sang, với quyền tước là tu dối thế. Nhớ thuở trước vua Lương Võ Đế, tạo chùa chiền khắp nước tu hành. Đến chừng sau ngã tử đại thành, Phật bất cứu vì tâm còn ác cơ. Tu biết cách như đường biết đắc, đường đắc rành đằng giữa xe loan. Ai biết nghe thì xót liệu toan, để đến việc như người
phải quy căn cùng nhau hội hiệp, ráng mau chân mới kịp đau màu. Sớm với chiều gắn chí nguyện cầu, thì sẽ được tòa chương giữa kế nhân. Chúng sanh thể như gà thất thế, phải nằm chờ tới nước bắt ra. Thời kỳ này nhiều quỷ cùng ma, trời mở cửa quỷ vương xuống thế. Nên ta mới ra tay cứu tế, kẻo chúng sanh bệnh khổ quá chừng. Sao quỷ vương đi đừng nửa lần, thêm tên tuổi chúng sanh nó viết. Làm đủ cách xuống lên tha thiết, ở ngoài đường nó biết tên mình. Tình cùng không thì cũng mặc tình, chớ ta lâm công trình giải dỗ. Hồi thở trước Thích Ca Phật Tổ, ngồi tham thiền bị nó ghẹo hoài, mà cũng không rung động đặng ngày. Nên cố quán phá đời mãi mãi, trong bốn đạo cùng là sư giải rạng, bền lòng cho mới được hiền từ. Hết khổ lao thì đến vui cười, chừng đó mới phỉ tình nguyện ước. Bọn gái mới ra đường tha bỏ hết trơn nề nếp ông cha, khác tánh tình người cổ nước ta. Nên phải chịu đớn đau đủ cách, trai với gái ráng coi sử sách, đứng trung thần với kẻ tiếp trình. Dọn bề trong mới gọi đẹp tinh, chớ màng lốt bề ngoài chẳng tốt. Dài chẳng đặng lòng như lửa đốt khắp dương gian, chưa đặng ba phần. Kể từ nay tiên Phật thánh thần, lo dạy dỗ dương trần chẳng xiết. Đức Thượng Đế ngự đền ngọc khuyết, nhìn dương gian cũng luôn thở dài. Thấy chúng sanh trao trĩa mặt mày, chớ chẳng chịu trao tâm trĩa tánh. Kẻ đói khó người sang hay lánh, bước lại gần chê lũ tanh hôi. Coi ta bà ta thấy hỡi ôi, sầu ba tánh quá nên kêu cách. Người tàn tật đuôi cùi đói rách,
có ai để mắt nhìn vào. Chuộng những người dù vọng sắc màu, cậu giới mở ông thầy cô bác. Thì kẻ có như rơm như rác, ta quá rầu đại ca văn minh. Mấy ai mà giữ già sắc đinh, theo tâm tổ của mình thuở trước. Đầu với tóc áo quần lăng mức, chữ lanh khôn của quỷ của ma. Chớ nó không có giống người ta, mà với quỷ sanh người hùng. Lo tập luyện những câu đờn hát, chớ chẳng lo dạy dỗ khờ. Để cái tâm yên lặng như tờ, coi ta nói câu nào bất chánh. Ráng bắt chước làm theo Phật Thánh, nếu thiệt người thì biết thương người. Thấy kẻ cờ quê dốt ngạo cười, nào có lấy lời gì chỉ bảo. Ta thương xót lo tầm lo tạo, chẳng thấy ai rể thảo dâu hiền. Làm cho người thượng có thêm phiền, rất đau xót cho nòi cho chúng. Biết chừng nào được quy nhất thống, khắp hoàn cầu dân biết thương nhau. Nhắc ra thì già ngọc đấng đau, không nhắc đến biết đâu dân sửa. Cơm được chính ta nhờ có lửa, dân được vui nhờ lúc khải hoàng. Phật Như Lai cho phép cùng tròn, cho bốn đạo khắp nơi đặng tiếp. Ai chửi mắng thì ta giả điếc, đợi cho người hết giận ta khuyên. Chữ nhân hòa ta để đầu tiên, thì đâu có mang cầu thù quán. Việc hung ác hãy vừa thấp thoáng, chữ từ bi ta diệt nó liền. Sự quán thù đáp lại chữ hiền, thì thù quán tiêu tan mất hết. Chữ bạn tác dầu cho đến chết, cũng keo sơn gắn chặt mới là. Bước ra đường ăn nói thiệt thà, dầu khôn khéo cũng là giá dài. Nếu tranh đường ắt ta bị hại, thêm xa cơ lại bị tích tiền. Vì đời nay chúng nó dùng tiền, ít ai dùng chữ nhân chữ nghĩa. Theo học đạo mặc ai mai mỉa, ta cũng đừng
được mấy điều thì đắng vàng mười. Thiệt hiền đức có ai mắng chửi. Xưa Đức Thánh luận bàn cái lưỡi, Ngài nói rằng các việc tại mày thuận với quả hay ghét với gầy, cũng cái lưỡi làm thầy các việc. Phải kiếm cách đặng ta trừ tuyệt, lấy tâm thần làm chủ mới ở màu. Cũng chẳng nên theo tánh gió hầu, thấy chẳng nói mà nhân mà nhớ. Hãy liệu sức cho nên nói bướng, dầu viết chi liệu lưỡng mà làm. Điên khùng này chẳng có nói xàm, nói những chuyện từ bi bác ái. Nếu bổn đạo còn ai làm sai coi kệ này, mình sửa lấy mình. Ta không tranh mà cũng tông kình, cho ba tánh dèm pha thoảng chí. Ai làm phước in ra mà thí thì được nhiều hạnh phúc sau này. Chúng non xanh dạy dỗ cáo cày, xuống trần thế ra tay dắt chúng. Tới với ta chớ đem đồ cúng, chỉ đem theo hai chữ thành lòng. Chẳng có cần trà quả nồng, mong sanh chúng từ lòng hối ngộ. Kẻ ta xui có lòng ái mộ, xem kể này tu tịnh tại nhà. Ở ruộng đồng cũng niệm vậy mà, Phật chẳng chấp chẳng này thời khắc. Chay bốn bữa ấy là quy tắc của kẻ cùng chỉ dắt chúng sanh. Con Phật thì chẳng có khôn lanh, đời văn vật khôn ma khôn quỷ. Lo trang sức kim thời quê Mỹ, rồi vũ phàm tục cổ nước nhà. Trong tâm thì chứa chữ văn tà, chớ chẳng chứa tấm lòng bác ái. Học chữ nghĩa cho thông cho thấy, đặng xuê sang đài các xe tàu. Tiếng chào mừng cửa miệng làm màu, trong tâm ý mưu mô đủ thế. Ta còn mắt phiêu lưu dương thế, vào lục châu đặng cứu ba gia. Mặt tình ai xem kệ ngâm nga, hay sửa đổi tùy lòng thương sanh. Chúng tỏ bài quá kỳ, hỏi dương trần nên sớm quay đầu. Đằng sau xem vì Phật pháp nhiễm
màu, với bao quý đài lầu tươi tốt. Xác ta vốn là người quê dốt nên mở mang, chưa được mấy rành khắp dương gian, như sợi chỉ mành mong bốn đạo tâm thành trở lại. Dầu cực khổ thân này chẳng nại, chẳng cần ai bái lại thân cầu, bỏ gì đoan mới thấy đạo màu, bớt giả dối gặp người thương cổ. Gốc thuở trước của tông của tổ đâu có bài vui mị như vậy, những sấm truyền xưa của Phật thầy dần ráng kiếm mà truy thì biết. Xưa để lại nhiều câu thảm thiết mà nào ai có biết để lòng, chuyện thiên cơ nói rất não nồng, cầu hữu lý ba tòng khó sánh. Chốn tự hỏi chớ non léo hánh, vì lời xưa có dặn rạch rồi, dân chớ non phụ bạc giống nòi, mà lao lý tấm thân vô ích. Phải nhẫn nhục chờ người cổ tích, Phật giới trời phân định cho ta. Người xưa tuy ít chữ nôm na, chớ chân chất người ta nghi thần. Dạy bốn đạo lấy câu trung đẳng, chẳng nói cao vì sắp rốt đời. Đấng Nam Nhi ẩn nhẫn tùy thời, vậy mới gọi khôn ngoan hữu chi. Ta ra sức giết cầu quyền bí, chúng dân ngồi đang kiếm trắng tầm. Dòng thú kia là loài xanh cầm, mà còn biết kiếm tầm đạo đức. Thú vật biết tu hành náo nức, còn người sao chẳng nức hồng trần. Việc tu hành phải vàng nghĩa âm, kinh giới tâm chúng dân thường thấy. Chữ bát chánh rõ ràng trong giấy, là chân truyền của Đức Thích Ca. Người tu hành cần phải tìm ra, cho dân biết một đầu chánh kiến. Tri linh mẫn nhìn xem các chuyện, phải đừng cho lầm lạc nẻo tà. Dầu việc người hay việc của ta, nên phán đoán cho tường cho tầng. Tội với phước xét coi nhiều bằng, mới khỏi lầm tà kiến đem vào. Chánh tư duy một ấy thanh cao, hãy tưởng nhớ những điều đáng nhớ. Trên cùng dưới dầu thầy hay tớ, cũng tưởng đều trung chánh mới ở màu. Việc vui sai mèo mã hãy dẹp gác nhớ câu lục từ. Câu chánh nghiệp cũng là quá
bận, dầu nghề chi làm việc ngay đường. Ta đừng nên theo kẻ bất lương, học sao để lừa đồng loại. Chánh tinh tấn dầu thành hay bại, cứ một đường tín ngưỡng của mình. Dầu cho ai phá rối đức tin, ta cũng cứ một đường đi tới. Một chánh mạng chúng sanh ơi hỡi, cho hồn linh cai quản châu thân, lấy chân nhân dẹp tính phàm trần, mới có thể mong về cực lạc. Câu chánh ngữ lòng son ghi tạc, tiếng luận bàn ngay ngăn tỏ tường. Nói những điều đức hạnh hiền lương, chớ thêm bớt mà mang tội lỗi. Việc tráo chát ấy là nguồn cội, lời xảo ngôn do đó mà ra. Kinh nghiệm rồi ta mới diễn ca, cầu chánh niệm thiết tha nhiều nỗi. Khi cầu nguyện đừng cho phạm lỗi, phải làm tròn các việc vẹn toàn. Dân chớ nên làm bướng làm càng, trong lúc ấy niệm cho đây có một chánh định thiệt là rất khó. Giữ tánh lòng bất đồng như như, cho hồn linh yên lặng an cư, thì mới được quần nguyên phản bồn. Tà giới chánh còn đương trà trộn, người muốn tu phải rút lọc lừa. Tứ diệu đề ai có mến nữa, thì lão cũng kể sơ thêm nữa. Chứ tập đệ nay đà mở cửa, để đem vào khuôn khổ người hiền. Ráng cực lòng một bước đầu tiên, sao mới được làm nên Phật thanh. Về thượng giai coi tiên mới bành, đến việc đề trừ vật dục xưa. Cõi hồng trần các việc mến ưa, sự giá tạm ta nên dứt bỏ. Muốn tâm tánh ngày kia sáng tỏ, thì khổ đề phải chịu nhọc nhằn. Lòng dục tu thì phải thiệt hành, chớ đừng có ham điều sung sướng. Đức Phật có nào đâu hẹp lượng, chịu nhọc nhằn mới rõ đạo đời. Thấy một đàn thắng bắn mà mê, ôi chừng đó mới là mồ nhiệm. Mùi đạo diệu chúng dân răng kiếm, kể thời kỳ khó gặp đằng tan. Rồi hành luôn bác nhân mới là, thì muôn việc đều an ba tế. Chữ thứ nhất nhân năng xử thế, là người hiền khó kiếm trên đời. Lập thân danh từng trải nơi nơi, chờ thời đại mới là khôn khéo. Chữ nhân giá trị tâm trong trèo, khuyên dương trần giữ phần làm đầu. Nhân hương lân cùng khắp đâu đâu, trên cùng dưới đều hòa ý hỷ. Nhân phụ mẫu gọi trang hiền sĩ,
phận cũng tùy chồng vợ nhìn nhau. Nhìn xóm chòm cô bác mới cao, những tâm nó ngày ngày an lạc. Nhìn tất cả những người tuổi tác, những tánh lành yên tĩnh dài lâu, giữ một lòng hiền hậu mới màu, quanh năm cũng bảo toàn thân thể. Chữ nhân đức kể ra luôn thầy, thì trong đời vạn sự bình an. Chữ nhân thành báo quý hiền gian, khắp ba tánh được câu hòa nhã. Câu đạo đức bay mùi thơm lạ, muốn nếm thì phải gắn sưu tầm. Các đạo tà mưu kéo âm thầm, dần răng cánh kéo lạnh mà khổ. Chúng nó xuống khuyên răng nhiều chỗ, dùng phép màu lòa mắt chúng sanh. Ai hàm linh theo nó tập tành, xa cạm bẫy có mong sung suốt. Ta chẳng phải dùng lời chuốc ngốt, mà làm cho dân chúng say mê. Nẻo chánh tà biện luận nhiều bề, cho ba tánh tìm nơi cội gốc. Lựa cho phải kèo xưa danh mộc, đừng để lầm thợ kéo sơn gian. Thì sau này đến lúc phong ba, dòng gió lớn cột kèo khỏi gãy. Thấy xanh chúng nhiều người khờ dại, chẳng biết gìn phong quá lệ nghi. Nên ta đem đạo đức duy trì, gìn tục cổ để người chẳng rõ. Còn chăm chạp đạo màu chưa tỏ, như rừng quang mới dọn một đường. Tớ với thầy nào quản thân lương, muốn cứu thế xá chi bùng trình. Thương quá sức nên ta bệnh rình, quyết độ đời cho đến chung thân. Nếu thế gian còn chôn mê tâm, thì ta chẳng an vui cực lạc. Dạy bốn đạo lấy lời đích xác, mà chẳng tu là bởi không ương. Cho nước sâu mà bị gạo thưa, dân đông đảo lời truyền chẳng tiếc. Nên phải tạm mượn cây ngoài viết, đem đảo màu như hàng cho mưa. Đặng có trần tâm ấy người xưa, chữ thầm thầm trong kinh Phật giáo. Nền chân lý chúng chê rằng lâu, mà nào ta có lợi dụng ai. Trong bá gia nhiều ít lòng chay, để giữ trọn trong nền Phật Pháp. Nhìn giới cấm sửa tâm ô tạp, niệm Phật thì phải dẹp lòng ta. Nhớ từ bi hai chữ ngâm nga, dù làm lụng cũng là trì chí. Chờ thiên địa châu nhi phục thị, như đời xưa có gà tử phòng. Xem thời cơ người đã rõ thông, dùng tôi thiếu mà đời vật chất văn minh tranh cạnh, chữ lợi quyền giật giết lẫn nhau. Đồng lòng hiền chứa
Phật đấng đau, cho kinh sấm dạy rắn trần thế. Nhìn thấy chuyện gạo châu củi quê nghèo, bạc vàng đạo đức cũng nghèo, ta xuống trần nhằm lúc nặng eo, nên phải bị kẻ hung khinh bỉ. Vì bác ái nên thân cuồng sĩ, phải chịu điều khổ hành sâu xa, mong cho đời gặp lúc khải ca, trong bốn biển thái bình mới toại. Phật tiên thánh lòng nhân hải, những ước ao thế giới hòa bình, nên khuyên đời truyền bá sự kinh, cho sanh chúng sửa mình trong sạch. Vào đổi bạn sinh khi kẻ rách, là những câu trong sách Minh Tâm. Tình kẻ càng đôi vợ nào lầm, thánh nhân để nhiều câu hữu ly. Có mấy kẻ năng xét kỹ, mãi ý tài chê bướng chê càng, thì ngày sau đừng có trách than những tội lỗi của mình tạo lây. Bị háo thắng giết người không thấy, rồi mãn lo dèm xem nhiều lời. Vì vậy nên tình nghĩa xe lơi, đâu gần gũi mà tường diệu lý. Trong lục tình ai là người trí, mau thức thời tìm đạo nhiễm sâu. Khuyên dân đừng chia áo rẻ bầu, phải hợp tác gieo trồng giống quy. Coi rồi phải thân mình tự trị, chẳng độ tâm Phật khó ăn giấc diều. Thả thuyền từ bến giác nâng niu, kẻ hiểu đạo mau mau bước xuống. Việc trải qua như mây gió cũng nhìn cuộc đời ngày tháng thôi đưa. Trời sáng ra kế lại thấy chưa, năm cũ đó rồi qua năm mới. 12 tháng mà còn mau tới, thì tuần đời cũng chống đổi thay. Chữ phụ dân phú quý nay mai, luân giới chuyển dời qua đổi lại. Cõi ta bà mấy ai tồn tại, sống dư trăm như tuổi lão bành. Đời hạ quan hay chết tuổi xanh, như thuở trước nhan hồi còn trẻ. Miễn cho được ngày hai con tẻ, buổi bần hàng đang có tu thân. Nhờ ơn trời ban bố đức ân, xem chung của phong thần tại thế. Thử những kẻ hung hăng tồi tệ, thương những người trung nghĩa vẹn toàn. Ra kệ này hai chữ bảo an, cho trần thế được tâm thanh tịnh. Ngọc báo quý ẩn trong Nam Định, muốn tìm kim đáy biển gắn công. Thầy dân tình luôn những ước mong, gặp dung tốt hãy mau cài cây. Ai có nói ta là người quấy, ta cũng cam bụng chịu tiếng lời. Ta ít câu cầu chúc cho đời, mong ba tánh vạn dân giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật.